có thể anh chị cũng chưa biết thì trên thị trường bây giờ thì những cái mẫu loa xách tay nhỏ gọn như thế này thì nó rất là nhiều tiện ích cho mình khi mà mình sử dụng ha. Thứ nhất là anh chị có thể là dễ dàng đem đi du lịch, và thứ hai là nếu như mà có mà những bữa tiệc nhiều người hơn nữa, tầm khoảng gọi là 9-10 người, thì con loa như thế này nó cũng có thể là phục vụ được luôn đó, tránh làm phiền tới hàng xóm. Anh như một con loa mà quay quần bên nhau hát là có thể nghe được rồi. Thì đây em có cho anh chị cái mẫu loa B52 Pro. Chiếc loa này nó có thiết kế cho mình là bass 2 tấc này, một chép và một lỗ thông hơi, và đi kèm thêm cho mình là hai micro không dây như thế này. Đó, anh chị chỉ cần là bỏ pin vào và mình sử dụng thôi. Mic này là mic tại pin 2A nha. Đó, bật lên là hát thôi. Và trên dàn nút tùy chỉnh của chiếc loa này nó cũng có cho mình là tới 10 nút chỉnh, gồm chép, trung, bass nè, delay, echo và reverb luôn. À, hiện tại là cái chiếc loa này cũng đã nâng cấp thêm là có hiệu ứng vang reverb rồi. Mic chép, bass cũng riêng biệt đồ đầy đủ luôn. Rồi một cổng mic in xong rồi cũng có thể là kết nối được TV và máy vi tính bằng một cổng AUX 3.5 như thế này. Anh chị có thể là sử dụng Bluetooth luôn cũng được. Và đây là chất âm của nó nè anh chị. Con loa này nghe ngoài trời vẫn thoải mái nha. À, đáp ứng được tầm khoảng là 10 người, một bạn đi chơi với nhau là ổn. Như vậy thôi là anh chị có thể là sử dụng rồi, kể cả luôn là những chị em phụ nữ hoặc là trẻ em đều rất là dễ sạc, cứ bật lên kết nối Bluetooth thôi, hết pin thì mình có thể là sạc cho nó. Con này thời lượng pin của nó cũng khá là trâu, nghe nhạc hơn 3 tiếng và hát karaoke tầm khoảng hơn 2 tiếng nha. Con này là B52 Pro nha mấy anh chị. Nó cân nặng nhỏ gọn, nhẹ cực kỳ, 5-6 kg. Bác nào đang cần những mẫu loa thiết kế tiện lợi như thế này á thì cứ bấm ngay vào dấu hàng bên góc trái màn hình để xem thêm chi tiết nha. Rồi.